Hi, anh em mình xin mến chào các bạn nha. Mình cũng xin mến chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc và luôn luôn thành công trong mọi công việc bạn nha. Bữa nay đồng hành với mình vẫn là ông Trung nha các bạn. Ông Trung quay lại, chào mọi người. Ông Trung ơi, ông Trung này khỏe đó, mà đi bữa nay là hên xui nha, chứ không phải là có nắng nha Trung nha. Bữa nay mình cũng quay lại cái điểm cũ thôi nha các bạn. Cái điểm này bữa hôm là mình đặt cái bẫy là bữa đầu tiên thì dính được con hổ dện, bữa sau cái là tới là cái bẫy mất tiêu các bạn nha. Giang hồ đua mất rồi. Mà bây giờ hiện tại là có chủ vườn đang xịt thuốc cỏ nữa, đâm ra mình nói chuyện cũng hơi nhỏ nhỏ tí các bạn. Rất mong các bạn thông cảm. Chỗ cũ luôn. Đấy. Đậm hàng đây. Trên mình lúc này rắn nó đi yếu lắm nha các bạn. Lâu lâu mà dính được con là anh em mình mừng lắm luôn. Chứ không như những các bạn ở miền Tây đây, chỗ cũ luôn. Ừ. Vô có lúc hàng bích chịch kìa. Thôi, có hả không? Đâu? Hả? Có hàng. Trên đây. Hổ mèo hả? Nó nghe hổ mèo nó sốt dữ ta. Con này được Trung, con này to mà. Con mèo bạn ơi, mèo to bạn nha. Rồi, không cũng không to lắm đâu, con này chừng cỡ 4 lạng. 4 lạng. Lấy cái kiến luôn, Hổ nha các bạn nha, hổ này là rất là nguy hiểm các bạn nha. Nè, quay đi. Đó. Cái cây chưa? Một cái túi lưới kia nó bị rách chứ. Nó không bật cái túi này nó một sợ nó cũng. Coi đàng hoàng. Hôm nay mình đi là con có chuột luôn các bạn. Bành xác hết. Ồ, con này to mà đúng. To. Nhìn thấy. Nó bị to. Lai rồi cái trước. Ôi. Nó phun qua. Cũng này làm ra anh em mình cẩn thận chứ không có giỡn đùa với cái lòi này các bạn nha. Phun các bạn, phun á. Phùng ha. Con này to Trung ơi. Cái lưới nó rách đó Trung. Nó to bạn nè. Con mèo này hàng khủng các bạn nha. Hả? Có cái kẽm á, sợi kẽm á. Thôi để mình dừng cái máy lại, mình may lại cái túi lưới rồi bắt đầu mình bắt rồi mình quay cho bạn xem. Đó, phun nha phải Trung. Phun á. Con này rất cẩn thận thôi nha. Nó mà phun vô tay mình bị thương là có thể là y như bị cắn nha các bạn. Rất nguy hiểm. Đó. Quá phun khủng khiếp, phun nước quá trời nước. Cái đầu của kia con này chắc vô lâu ba, con này vô cũng lâu nè, đầu được quẹt đó. Nó phùng ướt áo luôn, ướt ấy luôn kìa, ướt lá chuối luôn. Đâu rồi cái dây nè, ghê, khè. Đúng là hổ mèo. Bắt con này bạn nín thở rồi nha, mới bắt được nó. Ghê quá. Ừ? Cho vô chung luôn hả? Dạ riêng chú. Để cây chưa? nó khè khè khè, từ từ trải nghiệm hơi lâu. Được cái bộ hề. Được má. Tốt. Không chịu ra này chịu ghét đó chứ. Mà to chứ. Rồi tắt đi, được rồi. Nhiều đủ rồi. Rồi tiếp tục cái thứ hai các bạn ơi. Bắt con hổ mèo mà mất thời gian quá. Mà anh em mình cũng mệt. Đó vô đó nhìn đó là thấy rồi, xuống dưới nhìn thấy. Dính con hổ mèo nữa là tao biết sao bắt luôn nha. Con kia nó dữ quá rồi đó. Đây. Có không? Không thấy. Kìa. Nó kìa. Cái chuột. Cái lưới anh lấy ra hả? Lấy rồi. Chuột, thấy chuột chạy, chỗ nó êm quá không? Cái này không dính các bạn nha. Tiếp tục cái thứ ba các bạn nha. Không dính các bạn ơi. Trắng quơ luôn. Cái này êm ghê mà không thấy dính các bạn. Chuột còn không biết. Hết rồi. Chuột còn các bạn nha, hết lúa. Chỗ này là tương lai thế nào cũng lụm các bạn. Cái lồng này là mình bị lôi nữa các bạn nha. Tìm kỹ trong này. Hấp dẫn à. Hấp dẫn mà lôi không biết nó lôi đầu. Cái này là không sợ người ta lôi. Cái này là dấu vết này là dấu. Có dấu lôi đàng hoàng. Hay nó lôi ra ngoài không á. Thôi để mình tìm lại các bạn nha. Cái bẫy đó là chắc nghi giang hồ lôi các bạn. Chứ còn rắn mà lôi đâu mà giữ. Thấy có dấu mòn đó mà không biết là rắn lôi hay là người lôi. Bị chuột ngồi kìa. Đây cái bao lòng mình còn đây, chuột ngồi. Trời luôn đi. Không lúa còn nhiều, còn 2 bịch dưới. Ghê vậy? 2 bịch lúa luôn. Rồi dưới đây mình còn cái, với lại bên kia còn cái này là hết kết thúc ngày hôm nay các bạn. Mà mất hết cái bẫy uổng ghê. Cái chỗ này mình đặt lâu lắm mà không có dính trời. Rồi chuột đi đai các bạn ơi. Chuột đi đai rồi. Đai hả? Rồi, này không có lúa ở bên đây mình đâu có đem chuột ra. Không hết chuột đem đi luôn. Chuột đi đây là bên đây còn cái nữa là kết thúc nha các bạn. Nấm linh chi cái gì vậy? Nấm linh chi ngàn năm. Cái bịch lúa đây mình đứng ở đi. Rồi. Còn cái cuối cùng là kết thúc thăm bẫy các bạn. Rồi chuột nó ngồi. Thôi, cái này cũng không dính nữa ngoài. Rồi anh em mình xin mến chào các bạn nha. Và hẹn các bạn clip tiếp theo. Bữa nay anh em mình chỉ được đúng một con hổ mèo. Con này cái lồng này bị lật chung à. Lật lồng. Chắc nó đói quá nó kéo cây vô. Nó kéo cây. Thôi anh em mình xin mến chào các bạn nha. Hẹn các bạn clip tiếp theo nha. Bye. Bữa nay được con hổ mèo nó cũng hung tợn lắm.